Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách làm tép gâm trộn gỏi bông súng, tép gâm trộn gỏi bông súng, bông điên điển và hành tây. Với cách của mình chia sẻ đến các bạn, thau gỏi mình ăn rất là giòn và ngon, hành tây thì sẽ không có nghe mùi hăng, bông súng thì không có hề bị ra nước, thau gỏi của mình ăn rất là ngon luôn. Tuy là một món ăn đơn giản nhưng rất là đậm vị của người miền Tây chúng ta. Người miền Tây thì ai cũng sẽ biết đến cái loại bông súng nè và bông điên điển với tép gâm hòa quyện với nhau thành được một cái thau rỗi chua chua ngọt ngọt. Mình ăn kèm với cá linh kho lạc hoặc là cá he kho lạc nè, rất là ngon luôn. Thì trước tiên mình chuẩn bị là 200g tép gâm. Tép gâm này mình mua ngoài chợ người ta đã làm sạch sẵn rồi. Chỉ việc mình đem về mình rửa sạch và mình để cho thật là ráo nước. Khi mua các bạn lựa tép cho nó phải tươi xanh như thế này thì tép mình ăn nó sẽ không có bị hôi. Tiếp theo mình có 700g bông súng. Bông súng mình dùng loại bông súng to như thế này, mùa nước nổi cho nên là bông súng này ăn rất mềm và rất là ngon luôn. 100g bông điên điển, một củ hành tây 300g, 50g rau găm. Gia vị để mà mình làm nước sốt trộn gỏi, mình có 2 muỗng canh lưng nước mắm ngon, 3 muỗng canh lưng đường cát, 3 muỗng canh dung nước cốt tắc hoặc là nước cốt chanh, 1 muỗng canh lưng tỏi băm và 2 trái ớt mình sắc lát, 1 muỗng canh lưng tương ớt. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái chén nè, các bạn làm những cái hỗn hợp này vào để mình làm cái chén nước sốt. Mình cho nước mắm, đường nè, nước cốt tắc, tỏi, ớt và tương ớt. Ớt nếu mà các bạn không ăn cay được thì mình sẽ dùng loại ớt sừng không cay để cho có cái mùi thơm của ớt, thau gỏi mình ăn nó sẽ có vị đậm đà hơn. Những nguyên liệu này mình cho vào xong rồi thì mình sẽ trộn đều lại, mình vẩy cho nó tan đi cái phần đường á, thì nó sẽ có được một cái chén nước sốt trộn gỏi vô cùng thơm ngon và đậm đà như thế này. Bây giờ mình sẽ để sang một bên, mình chuẩn bị một cái chảo mình bắt lên bếp để mà mình xào sơ cái phần tép của mình. Mình cho vào đây một muỗng canh lưng dầu ăn khi chảo đã nóng. Tiếp tục mình băm nhuyễn hai tép tỏi mình cho vào, mình mở lửa vừa, không có quá lớn và không quá nhỏ. Mình phi tỏi cho vừa vàng thơm lên, đừng có để cho khét nha. Tép mình sẽ cho vào mình xào nè. Khi các bạn cho hết phần tép vào, mình xào sơ lại một lần nữa. Tiếp tục mình cho vào đây là một muỗng cà phê nước mắm ngon, một muỗng cà phê đường cát, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Rồi mình sẽ xào cho nó thấm gia vị đều với nhau. Mình xào tầm khoảng 2 đến 3 phút. Tép vừa chín tới là được. Bởi vì tép này nó nhỏ đó cho nên là cũng rất là mau chín. Khi mà các bạn xào được 2 phút rồi thì mình sẽ tắt bếp và mình chuẩn bị sẵn một cái rây á để mà mình cho tép này vào trong cái rây. Mình lược mình bỏ đi cái phần nước mình xào tép. Đến khi đó thì mình trộn gỏi, gỏi của mình nó sẽ không có bị ra nước. Khi mà các bạn tắt bếp rồi thì mình sẽ cho thêm một chút xíu tiêu nữa để cho cái tép xào mình nó được thơm. Nó các bạn lược lại như mình như thế này. Xong rồi thì mình sẽ để sang một bên. Tiếp tục mình chuẩn bị một thau nước đá nhỏ để mà mình xắt cái phần hành tây mình ngâm nè. Các bạn cho vào đây khoảng chừng xíu nước để cho nó sền sệt nè. Củ hành tây mình sẽ chẻ ra làm hai, các bạn có thể xắt phanh hoặc là chẻ hai như mình cũng được. Mình sẽ tề trên phần cuốn mình bỏ, rồi mình sẽ xắt nè. Mình xắt cũng đừng quá mỏng và cũng đừng nên quá dày. Nếu mà mỏng quá thì ăn sẽ không có độ giòn và ngon, còn nếu dày quá thì ăn cũng không có thấm gia vị á, tới khi mình trộn gỏi ăn cũng không ngon nữa. Đó, gia đình mình xắt như mình như thế này là được. Khi mình xắt hành tây xong mình sẽ cho vào trong thau đá. Mình trộn đều lại, mình để cho nước ngập mặt cái phần hành tây của mình. Nếu mà nước ít các bạn cho thêm xíu đá và xíu nước nữa. Mình để khoảng tầm 30 phút để cho cái phần hành tây mình nó bắn đi cái mùi hăng. Khi nào mà tan hết nước đá thì mình sẽ đem ra mình xả lại. Bông súng thì mình sẽ tước cái cọng mình bỏ nè. Thì bông súng này mình tước xong mình không cần phải rửa lại. Nếu khi mà mình rửa lại sẽ bị thấm nước. Đến đó mình trộn gỏi thì cái nước ga rất là nhiều, ăn sẽ không có còn độ giòn và ngon nữa. Tước xong rồi thì bây giờ mình sẽ để sang một bên nè. Tiếp tục đến cái phần bông điên điển. Bông điên điển thì mình sẽ tước, mình bỏ cái cọng mình lấy bông. Mà khi các bạn mua thì mình lựa cái bông cho nó búp như thế này, đừng có lấy bông nở. Nếu bông nở thì nó sẽ dễ bị sâu ở trong cái bông điên điển của mình á. Cho nên là khi mình mua mình phải lựa cái bông cho nó búp như thế này. Mình sẽ tước, mình gõ cái cọng, mình lấy cái phần bông nè. Khi mà các bạn tước xong rồi thì mình sẽ đem rửa sạch lại với 3-4 lần nước. Và khi mà mình rửa thì mình bóp nhẹ nhẹ vào bông điên điển để cho cái bông nó dập dập.
Đến khi đó mình trộn gỏi cái bông điên điển mình thấm gia vị ăn mới ngon. Và bông điên điển mình cũng đã rửa sạch xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ để sang một bên. Đó, gia đình mình thấy ha, cái bông mình rửa nó hơi dập dập như thế này nè. Bông súng thì mình sẽ cắt ra thành những cái cọng vừa ăn, đừng quá dài và cũng đừng quá ngắn. Thì bông súng này thì nó sẽ hơi lớn, cho nên thì mình sẽ chẻ ra. Các bạn có thể chẻ làm 2, làm 3 tùy theo ý thích của mình. Bông lớn thì mình sẽ chẻ 3, còn nếu mà cái cọng bông súng nhỏ thì mình sẽ chẻ 2. Bông súng mình non trong, mềm gụm luôn, ăn rất là ngon luôn. Quay sang đến phần hành tây của mình nè, mình ngâm cũng đã được 30 phút với đá rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra, không cần phải rửa sạch lại. Mình vớt ra để ngoài rổ cho thật là ráo nước. Và đây là những nguyên liệu mà mình đã làm xong nè. Bây giờ mình chuẩn bị một cái thau để mình trộn gỏi thôi. Rất là mau, đơn giản mà lại có được một món gỏi rất là ngon nè. Mình cho bông súng, hành tây, bông điên điển vào trong cái thau nè. Tiếp tục mình sẽ cho cái phần tép lúc nãy mình xào đó, mình cho vào luôn. Rất là thơm luôn, nhìn rất là đẹp mắt và hấp dẫn nữa. Chén nước sốt thì mình sẽ chan vào nè. Thì tùy theo cái độ chua ngọt của các bạn ăn, mình sẽ chan vào từ từ. Rồi các bạn nêm nếm lại, nếu mà thấy nó thiếu chua ngọt thì các bạn cho thêm. Bởi vì mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau á, mình sẽ chế vào từ từ cái mình trộn lại. Mình thấy khi nào mà vừa ăn thì thôi. Thì với nguyên liệu mình chia sẻ thì nó vừa miệng với cái ý thích của mình, nhưng mà không biết có vừa ý với các bạn hay không. Thì các bạn có thể nêm nếm lại và cho thêm gia vị giùm mình nha. Tiếp tục khi mình trộn xong rồi, cái mình cho rau găm vào, mình trộn đều nhẹ lại một lần nữa là xong rồi. Cái dĩa gỏi mình làm đã hoàn thành rồi đó. Món ăn đặc sản của người miền Tây của mình, món ăn mùa nước nổi, thì chỉ có những cái món đơn giản như thế này, nhưng nó lại rất là bắt mắt. Ăn thì không có ngán miệng, có vị chua ngọt vừa phải nữa. Món này mình có thể làm cho ông xã mình có khách nhâm nhi vài ly rượu với bạn thì cũng rất là ngon luôn đó các bạn. Bây giờ chỉ việc mình chỉ gấp ra dĩa nè và mình thưởng thức thôi. Mình có thể chấm với nước mắm chua ngọt hoặc là kèm thêm một tô cá linh kho me, các bạn chấm vào nữa thì không còn gì bằng luôn. Gỏi của mình rất là khô ráo, rất là ngon nè. Vậy là mình đã làm xong dĩa gỏi tép găm, bông súng, bông điên điển, hành tây trộn kèm với rau răm rồi nè. Mời gia đình mình thưởng thức món gỏi của người miền Tây mình nha. Thì video của mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Các bạn nhớ nhấn cái chuông ở bên tay phải màn hình điện thoại của mình đó. Đến khi mình có ra video mới, các bạn có thể theo dõi ủng hộ giùm mình luôn. Trong thời gian làm video, có điều gì sai sót, rất mong được sự góp ý của các bạn để khi mình có ra video mới, có thể hoàn thiện hơn. Và chào tạm biệt các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.